Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Thế giới 12 tháng 11. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 15 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có một trung tâm công tác xã hội công lập và 14 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Các cơ sở đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 1.300 người là đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người tâm thần, đồng thời cũng quản lý và hỗ trợ điều trị cai nghiện cho gần 1.200 học viên. Về công tác bảo trợ xã hội, hàng tháng tỉnh Đồng Nai đang thực hiện trợ cấp thường xuyên cho hơn 86.500 đối tượng, với tổng kinh phí chi trả mỗi năm khoảng 750 tỷ đồng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Công tác Xã hội, đồng thời lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai đã trao giấy tri ân cho 14 đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác này trong thời gian qua.